Có một cái lời nguyền đó là các bạn nữ khi mà quen cháu thì các bạn đều lập gia đình hết. Dạ thì khác ngược với lại bạn nam bên đó ạ. Thì con chưa có mối tình nào hết, chính thức hết. Không. Vì cái công việc của chúng ta giờ nó hơi xa về mặt địa lý như vậy là hơi khó. Về yêu đương thì không có khó, nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn nó sẽ có khó khăn. Thì chỉ có ngoài cách địa lý ra, công việc làm xa ra thì em thấy anh rất là chân thành, ngoại hình thì rất là sáng, thật sự là trên cái mức yêu cầu của em luôn. Mời nhà trai. Đây, chào em trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Đầu tiên là xin chào hai MC đáng kính là chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Cháu tên là Lê Anh Tuấn, năm nay cháu 30 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Hiện cháu đang là giáo viên một trường trung học cơ sở trên địa bàn, bộ môn lịch sử. Quê mình ở đâu? Dạ, quê cháu là ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, Đắk Lắk. Ngoài đi dạy thì còn làm gì nữa không? Dạ, ngoài đi dạy thì cháu còn buôn bán trái cây. Trời ơi, làm nhiều việc quá hả? Thầy giáo bây giờ cũng nhiều người phải làm nghề tay trái luôn. Đúng ha. Đúng rồi, ta có thể làm thêm để kiếm thêm thu nhập nữa ha. Được. Mời nhà gái. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Hoàng Thị Thanh Thảo. Mình là kỹ thuật viên xét nghiệm, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay mình 30 tuổi. Nhưng mà Thảo làm ở chỗ nào? Dạ, em làm ở bệnh viện 115 đó chị. Là nhà Thảo thì ở đâu? Dạ, nhà em ở đây luôn ạ, ở Gò Vấp luôn ạ. Còn đây ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Rồi, bây giờ Thảo nói một chút xíu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cơ. Thì điểm mạnh của con đó là con khá là hòa đồng, vui vẻ, sống lạc quan, yêu đời và biết chia sẻ, biết lắng nghe. Đôi lúc trong cuộc sống thì cũng có những lúc buồn, thì những lúc đấy thì con cho phép mình dừng lại, mình tĩnh tâm. Sau đó lại tiếp tục lạc quan, vui vẻ và yêu đời, tiếp tục cuộc sống. Rồi cái điểm chưa mạnh của mình? Dạ, điểm chưa mạnh của con đó là con còn nhút nhát. Nhiều khi là cảm thấy e thẹn đó, khi nói trước đám đông, cái con sống hơi hướng nội. Điểm mạnh, điểm yếu là của mình là gì? Cái điểm mạnh của mình thì cháu là người được nói là vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp, có lập trường, chịu khó chịu khổ, đặc biệt là rất trung tình, không hút thuốc lá, không lăng nhăng cờ bạc. Còn về nhược điểm thì cháu chỉ có cái nhược điểm đó là nhiều lúc chưa quyết đoán được, và đặc biệt là rất là ít nói, sống nội tâm. Mà mỗi quà tới rồi đó. Rồi, chào cưng. Dạ. Mình nói một chút xíu về cái chuyện tình yêu của mình đi nào. Nói về mối tình thì cháu cũng trải qua được 4 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên đó là mối tình thời học sinh, thì ai cũng có một mối tình đẹp mà cũng trải dài được 4 năm. Mối tình thứ hai, mối tình thứ ba, thì với mối tình thứ tư đều có một đặc điểm chung, đó là khi mà cháu ra trường, cháu đang tạm thời ở nhà, thì các mối tình này đều được một cái đặc điểm, đó là đều được phụ huynh gán ghép cho, đẩy thuyền cho đấy ạ. Nhưng mà các mối tình đều là ở Sài Gòn hết ạ. Hồi đó cháu đang ở Đắk Lắk, nên là cũng là vì yêu xa, nên là cũng tìm hiểu khoảng được 2 tháng thì cảm giác nó xa quá nên là thôi ạ. Dạ. Có một cái lời nguyền đó là các bạn nữ khi mà quen cháu thì các bạn đều lập gia đình hết. Nên là ai quen cháu là đều lập gia đình hết. Nên là hôm nay cháu muốn đến chương trình ngày hôm nay là muốn phá vỡ cái lời nguyền đó là bạn nữ quen cháu là sẽ lập gia đình với cháu. Với bạn đấy, đúng không? Dạ. Đó. Phải cưới sớm chứ không là cô đi cưới người khác đó. Dạ. Thôi, vậy đi. Con nói cho chú Linh biết mình có bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì cô bé rất là đáng yêu, mong manh. Dạ, chào chú Quyền Linh. Dạ thì khác ngược với lại bạn nam bên đó ạ. Thì con chưa có mối tình nào hết, chính thức hết. Không chính thức có nghĩa là cũng có một cái không chính thức đúng không? Dạ thì không chính thức thì cũng có một ạ. Lúc đấy là con với anh ấy là cũng đang tìm hiểu thôi ạ. Mỗi lần gặp nhau ấy ạ, thì cũng không phải là gọi là hẹn hò, nhưng mà mỗi lần gặp nhau thì anh ấy cũng ít chủ động, với lại hay đến trễ. Dạ, cách đây cũng 6 năm. Bên 4 mối, bên chưa có mối nào, cố gắng hỗ trợ người ta trong tình yêu nha. Bây giờ con muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào nè? Có vẻ ngoài vừa phải, cân đối, nhưng mà phải có một công việc ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ có ổn định ở Nhân Trạch được không? Ồ, Nhân Trạch là sát bên thành phố Hồ Chí Minh, đi đường cao tốc chạy chút xíu tới. Nhân Trạch bây giờ phát triển quá. Trời ơi, phát Nhân triển Trạch lắm. Giờ đất mắc lắm, chuẩn bị xe sân bay Long Thành nè, đi nước ngoài khỏi cần đi xe đi bộ cũng tới. Đó, không lo nha con, không có lo. Thôi, mình muốn tìm người yêu thế nào? Cháu cũng chỉ thích một bạn nữ làm cao từ 1m5 đến 1m6 là được rồi. Có cảm giác là bạn thấp hơn mình là để mình cảm giác nó che chở cho bạn đó. lớn tuổi cháu cũng không có phải là yêu cầu quá đẹp, nói chung là được là được rồi. Chú bên đây quá được luôn. Dạ vâng. À, kinh nghiệm chú bên đây quá được quá luôn. Đẹp luôn á, thiệt. Đối xử nội ngoại là phải biết đối xử với nội ngoại anh em bạn bè một cách chú đáo, còn tính cách thì ngoan hiền một chút. Ừ. Nói chung tình yêu tình bạn hay là vợ chồng nhau nó cũng giống như một cái tấm gương, vậy mình như thế nào thì cái đối phương người ta soi y chang vậy thôi. Hỏi kiến người thân đi. Đúng rồi, con đi với ai? Dạ bữa nay đến với chương trình con đi với chị ruột của con. Dạ xin chào chương trình, xin chào cô Vân và chú Quyền Linh, xin chào nhà trai. Bé Thảo xác định đến chương trình với lại tinh thần là xác định là cái mối quan hệ nó là nghiêm túc. Em nó cũng đến tuổi là rất là muốn là có một cái gia đình ổn định, và theo như chị thấy thì là mình có thể là cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Tính tình thì mình nghĩ là chắc là phải bù trừ nhau, mà hai người đều hướng nội thì chưa biết là nó sẽ như thế nào. Dạ. Vậy chị hướng ngoại giúp cho em thôi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đến chương trình là em đi với anh trai họ của em cùng hai anh chị đồng nghiệp ạ. Xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh. Tuấn tới đây cũng với một cái tinh thần rất là nghiêm túc. Ưu điểm của Tuấn ở đây là khá là hòa đồng, vui vẻ. Là một người con rất là hiếu thảo. Tại vì là đồng lương của giáo viên rất là ít, nhưng mà Tuấn đã tìm cái nghề để kiếm sống khác. Mình thấy bạn nữ bên này là rất là xinh, có một cái công việc ổn định. Mong là hai bạn có cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Con không thích điều gì ở đàn ông vậy? Dạ thì điều con không thích ở đàn ông đó là hay đi thả thính, lăng nhăng, trăng hoa, không chung thủy. Ok, vậy là được rồi ha. Dạ. Đàn ông nào chưa có người yêu đều muốn thả thính hết trơn. Không quen gì nào khi mà có vợ đó, thả thính là không được nha. Dạ. Sao? Thôi, mở rào. Bắt đầu đi. Dạ. Chào anh. Hôm nay đến chương trình có món quà nhỏ tặng em. Nó cũng là trái cây, thì tuy đa phần là nó không phải là quê hương anh sản xuất, nhưng mà quê hương anh cũng sản xuất cũng một số loại trong này. Dạ em xin cảm ơn món quà của anh ạ. Bên đây thì em cũng có một món quà cho anh. Thì trong món quà này của em là em tặng anh một cái cà ra bát. Thì em nghĩ là đấng mày râu thì một lần trong cuộc đời thì ai cũng thắt một cái cà ra bát. Nó mang lại sự tự tin hay là lịch lãm, có thể làm ấm thanh quản. Và hôm nay thì anh mặc quần tây và sơ mi nữa, em nghĩ là cái cà vạt này cũng sẽ rất hợp với anh. Cảm ơn em, cũng may quá lại chưa có cái cà vạt nào. Rất là đẹp. Dạ đây ạ. Em nghĩ là rất là hợp ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé. Hợp ha. Dạ. Đầu tiên là anh có cái cảm nhận em là rất là xinh đẹp. Anh khi mà gặp người phụ nữ mà xinh đẹp quá là anh thường hay không biết nói gì. Thực sự em đúng rất là xinh đẹp. Khi nãy anh vừa thấy em giới thiệu về bản thân thì anh thấy em là hiện nay công việc của em đang là bên kỹ thuật viên xét nghiệm phải không ạ? Dạ đúng rồi. Ở trong trung tâm y tế em ở hay là bệnh viện nào em? Dạ em làm ở bệnh viện gần nhà luôn anh. Dạ em là người con Sài Gòn luôn ạ. Dạ đúng rồi, em là người Sài Gòn. Thì thông qua tìm hiểu thì em cũng thấy anh là bây giờ thì quê gốc của anh ở Đắk Lắk rồi. Dạ. Em có biết Đắk Lắk không nhỉ? Dạ biết ạ. Đắk Lắk mà khi mà chúng ta cứ ở trong ghế nhà trường cứ bảo cho Đắk Lắk bọn anh là đi học bằng cưỡi bằng voi đấy em. Dạ. Nhưng mà thực ra là không phải. Bây giờ thực ra ở trên Đắk Lắk anh cũng rất là phát triển. Rồi không biết em có thích ăn sầu riêng không? Dạ em thích. Thì cũng may quá, nhà anh cũng có một vườn cũng khá sầu riêng. Nếu mà chúng ta có cơ hội phát triển mối quan hệ ngày hôm nay thì anh có thể là mời em về vườn sầu riêng nhà anh mà ăn một cách thoải mái mà không phải suy nghĩ gì về giá cũng như là về thuốc bảo vệ thực vật ở trên nó. Dạ. Yeah. Sạch đúng không? Nhà chồng sạch đúng không? Vâng. Ừ, đúng rồi. Có phải là anh đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai đúng không ạ? Đúng rồi, anh đang ở Nhân Trạch á. Từ Nhân Trạch mà lên Sài Gòn là cầm bao nhiêu cây? Như chỗ trường quay của chúng ta gần nhất là anh đi khoảng 30 phút. 30 phút? Rất là gần. Anh chịu đi cần đi qua phà Cát Lái là đã sang bên quận 2 rồi. Em nói em ở Gò Vấp phải không? Dạ đúng rồi. Gò Vấp thì cũng hơi xa rồi. Dạ. Em có câu hỏi gì hỏi anh được không? Dạ nếu như em với anh quen nhau thì một tuần anh có thể gặp em mấy lần? Thì em thấy xa lắm, khoảng cách địa lý nó hơi xa. Một tuần thì nếu mà trong cái thời gian này thì anh cũng đang nghỉ hè. Dạ. Nói chung anh cũng có cái công việc làm thêm để kiếm thu nhập, thì nói chung tuần nào thì chúng ta có thể tạo điều kiện thì chúng ta có thể gặp được. Anh chỉ cần có lý do thôi. Chỉ cần có lý do. Rồi. Em nghĩ là ước mơ lớn nhất của anh bây giờ là gì? Cái dự định gần nhất của anh bây giờ là gì? Dự định gần nhất của anh thì anh cũng lúc trước anh xuống đây anh cũng tham vọng lắm, nên là khi mà xuống đây nhiều lúc anh cũng muốn về quê. Sau một thời gian công tác ở đây là anh có cứng rồi, anh về quê. Thì ở trên quê anh thì anh cũng có cái cơ sở rồi, gia đình rồi, nên là anh cũng phát triển được. Với lại cái sở trường của anh á là anh vừa ngoài dạy ra anh còn rất là thích chăn nuôi nữa. Yeah. Và đặc biệt là rất là động vật nữa. Không biết là em có thích động vật không? Dạ em cực kỳ thích động vật ạ. Vậy là người ta gọi là anh có cái tay nuôi động vật ấy. Là anh nuôi con gì cũng được á. Bây giờ đúng là chỉ có là thiếu nuôi vợ thôi. Nuôi gì cũng được, nuôi con gì cũng được chứ nuôi vợ khó lắm á. Nuôi vợ nhiều lúc cũng phải có tay mới nuôi được chứ. Do ý giống như là nuôi hợp là con bây giờ cũng chưa phải mập lắm, nhưng khi mà nuôi vợ con sẽ mập hơn. Rồi khi nãy em thấy em bây giờ em cũng là người Sài Gòn rồi, không biết em có ngại làm dâu xa không? Dạ. Hay là Đắk Lắk. Làm dâu xa nhưng mà có nhiều người là vẫn sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, họ chỉ về làm dâu một năm một lần hoặc vài ngày thôi một lần thôi. Thì trên anh cũng rất là nhiều bạn lấy vợ Sài Gòn thì người ta cũng sinh sống làm việc ở trong này, thì ngày lễ Tết thì người ta cũng về. Dạ vậy thì em không ngại làm dâu xa, nhưng mà em sợ là ý của anh là em về Đắk Lắk. Bây giờ anh nếu mà anh với em mà có cơ hội đến với nhau á, thì bây giờ em mà đang ở Sài Gòn mà chắc anh nghĩ em cũng quen ở trong này rồi. Dạ đúng rồi. Nên là giờ mà bảo em mà về Đắk Lắk luôn thì chắc cũng hơi khó. Nên là bây giờ phải có một cái điểm thống nhất chung với nhau. Thống nhất chung là sao? Thống nhất chung với nhau là chẳng hạn như là bây giờ ranh giới giữa Đồng Nai với Sài Gòn là nó cách một cái phà cắt lái, thì chẳng như địa điểm chúng ta có thể là xích lại gần một tí. Thì là chẳng như khu vực ở Nhân Trạch thì có thể là anh có thể là mua nhà ở Nhân Trạch, còn em có thể chuyển về gần một chút là ở chỗ quận 2 gì chẳng hạn, thì nó sẽ hợp lý hơn cho cả hai. Yeah. Chứ bây giờ mà bảo vì cái công việc của chúng ta giờ nó hơi xa về mặt địa lý như vậy là hơi khó. Về yêu đương thì không có khó, nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn nó sẽ có khó khăn. Em gái là đang ở nhà với ai? Dạ giờ con đang ở nhà với ba mẹ. Với ai nữa? Dạ hết rồi, chỉ có ba mẹ với con thôi. À, có ba chị nữa nhưng mà ba chị đã đi lấy chồng rồi. Ở riêng. Ở rể được không thầy giáo? Ở rể ạ. Dạ. Anh có nghĩ đến việc là anh lên thành phố Hồ Chí Minh xin một việc khác không? Dạy học ở Sài Gòn. Dạy Sài Gòn thì mà ở trên đó thì cũng dễ xin thôi, mà do anh có một cái anh cũng không thích Sài Gòn xô bồ quá. Cái tính của anh thích nó một cái sự yên tĩnh. Nhưng mà ở Nhân Trạch có đất chưa? Cũng gần có rồi. Gần có, khoảng chừng nào mới có? Khoảng 2-3 năm nữa thì có thể có. Khi nãy cô Hồng Vân cũng nói là đất với chú Quyền Linh cũng nói đất Nhân Trạch giờ cũng đắt lắm. Đặc biệt là ở khu vực ở Vĩnh Thanh ấy, là giáp với quận 2 nên là giá đất nó lên rất là cao. Nên là một thời gian ngắn như vậy thì vẫn chưa thể là có đất được. Nhưng có đặt cọc rồi miếng nào chưa? Dạ chưa. Vì sao nói 2-3 năm nữa có được? 2-3 năm nữa chắc chắn là có. Thì bây giờ tạm ở nhà vợ đi, rồi 2-3 năm nữa người ta có, người ta chuyển qua riêng. Tính vậy cũng được mà. Ừ. Được không? Riêng cái vụ này là phải nghe chú Linh đi, ông tính hay lắm. Trời, chú tính sói đầu luôn á. Thí dụ vợ rể được không? Về đây xin dạy được mà. Về Sài Gòn bán hàng online cũng được nè, bán trái cây này kia cũng ngon. Trời đất ơi, được không? Hả? Để còn với em tìm hiểu sâu hơn để thống nhất vấn đề này. Ừ, thì đó là đề xuất giờ thôi. Mà chốt xeo ở trên này là cũng khó lắm. Đâu khó, kèo này đâu có khó đâu. Kèo này kèo thơm đó. Kèo này khó. Không có khó đâu. Nè, người ta gia đình ta có ở hai ba mẹ với mình ta. Đó, ở Gò Vấp này ha. Về anh ta đi làm có công việc ổn định nè. Mình về nhà đó, phụ lo với ông bà. Xong rồi bán trái cây, dạy thêm gì dạy đó. Ở đây được mà, nhiều ở đây thành phố nhiều trời trường ơi. Lắm. Dạ. Giờ đừng có nghĩ là ở rễ là ấy, ở rễ còn khoái hơn nữa. Rồi cái dành dụm vài bữa, vài năm sau có miếng đất rồi tính sao. Chứ giờ mà lo 2-3 năm nữa là mệt lắm á. Vâng ạ. Được không? Thì trên chương trình này thì phải đồng ý thôi chứ ạ. Không phải vì chương trình này phải đồng ý mà mình phải tính tới điều đó. Vâng, cái đó là chú nói thiệt đó nha. Tức là vậy nè, chú Linh nó không phải là giờ con đồng ý liền, dạ. Mà cái đó là một cái hướng suy nghĩ, là một cái hướng nó tốt đó, một cái plan á, để dạ. mà con cả hai đứa cùng phải nghĩ đến điều đó nếu như tụi con bấm nút chọn nhau, dạ. Hiểu đúng không? Rồi. Đó là như vậy đó, chứ không phải là bây giờ là ok đã rồi. Bấm nút đâu mà ok, hiểu yeah, không? Quan điểm của con khi mà lên chương trình này là rất là chính chắn, mà con cũng trong quan niệm tình yêu con cũng chỉ muốn là yêu là cưới thôi, chứ con cũng không có mập mờ rất nhiều mối quan hệ, con cũng không thích điều đó. Đó thì chú mới tính cho con con đường tương lai vậy khi đó. Khi mà cái tương lai vậy là phải có một cái chặng đường nó rất là phải suy nghĩ, phải chính chắn, phải kỹ lưỡng thì mới có thể sắp đặt giống được như là cô chú mới nói. Nhưng con chắc chắn là con sẽ suy nghĩ về điều này mà. Vâng ạ. Nghe là chú đi, chú tính con vậy. Chỉ cần về mà phụ huynh mà thương con một cái là coi như mọi thứ là xong hết. Người ta nói là câu là sương gió phụ đời trai mà tương lai nhờ nhà vợ, đúng không ạ? Thì chỉ có ngoài khoảng cách địa lý ra, công việc làm xa ra thì em thấy anh rất là chân thành, ngoại hình thì rất là sáng, thật sự là trên cái mức yêu cầu của em luôn. Còn nữa thì tính tình nói chuyện này cũng rất là hài hước và dễ thương. Con hỏi thử má lúc tiền có đi sửa không? Nghĩ ra chắc tự nhiên. Từ bé đó. Đó. Rất nhiều người ao ước và bỏ rất nhiều tiền mới có rồi. Rồi giờ thầy giáo bước tới nắm tay cô gái đi và nói rằng là với theo em thì bao giờ chúng ta đến với việc kết hôn? Anh quên khi nãy cũng không vội quá anh ạ. Anh hồi hộp quá, anh chưa biết em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Chị em năm nay 30 tuổi à, sinh năm 91. Nhớ tên gì không? Bằng tuổi nhau ạ. Dạ đúng rồi. Cũng được. Thầy giáo nhớ tên gì không? Không Thảo. Thảo ạ, tên Thảo ạ. Con Thảo nhớ tên thầy không? Dạ nhớ ạ, Tuấn ạ. Rồi, cái này anh hồi hộp quá. Hỏi đi. Thì về cái ca hát thì anh cũng không phải là sở trường của anh, nhưng mà hôm nay khi đến chương trình này thì anh cũng có một chuẩn bị một cái bài hát nó lên cái tấm lòng của anh đối với bạn nữ, đó là cái bài trẻ thôi. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay tôi luôn thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây xây được 9 tầng trời mây, mà sao tình cờ gặp em anh dè ngang qua đời. Vài người vội vã rồi đến rồi đi. Tới đây cứng họng hết rồi ạ. Em gái hát lại đi nào. Thì em xin tặng anh một bài hát tiếng Anh ạ, tại vì em cũng thích nghe nhạc tiếng Anh. Baby, take my hand. I want you to be my husband. 'Cause you are a man and I love you 3000. Em dịch luôn đi con, dịch luôn đi coi đi, câu đó là gì? Dạ bài đó có nghĩa là anh yêu ơi em muốn anh làm chồng của em, bởi vì anh chính là Iron Man của em mà. Và em yêu anh 1000 lần, 3000 lần. 3000 lần nữa. Dạ, lãng mạn ghê chưa. Rồi trở về ghế ngồi các bạn. Bây giờ phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình bằng cách bấm nút. Cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình. Mình có thể tiến xa hơn thì chúng ta nên bấm nút. Sau 3 tiếng đếm ta sẽ quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Họ đã bấm hết. Bấm rất là đồng điệu luôn. Chúc mừng. Rồi chúc mừng hai đứa. Bấm tay nhau nào. Đó, đó. Xin phép chị hôm nay tại gia đình. Dạ, đầu tiên xin phép là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện tác hợp cho cặp đôi chúng em. Đặc biệt là em cũng cảm ơn chị cũng như gia đình đã sinh ra và nuôi em lớn như ngày hôm nay. Thì em cũng xin phép được hôn bạn một cái và sẽ cố gắng hôn được nhiều hơn nữa. Được. Rồi, đáng yêu quá. Rất là dễ thương. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dựa lên món quà của bạn gái tặng. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn cô chú. Chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen. Dạ con biết chú. Mà không biết có quen hay không. Dạ quen. Chú hỏi thăm con. Con phải con của chú Ba Bon không? Dạ chính xác. Trời ơi. Rồi xong. Rồi xong. Thì như vậy thì tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen. Trời ơi đó. Trời ơi là quá trời gần luôn. Xin lỗi là bên nhà trai là ai đại diện cho bên? Hôm nay thì hai bạn đã có duyên trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trước khi gặp gỡ mình giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân với chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Phước Thịnh. Hôm nay em 38 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Phước Thịnh làm công việc gì? Dạ em buôn bán tự túc anh. Dạ. Rồi Thịnh quê đâu? Dạ em quê Sài Gòn. Ở quê Sài Gòn luôn. Sài Gòn. Quận mấy Thịnh? Dạ em ở Thủ Đức anh. Quận Thủ Đức hả? Dạ. Thủ Đức đây đồng hương tôi hơi đồng hương nhiều. Thủ Đức với Hồng Vân. Giờ mình nói về mình đi. Dạ em xin chào bà chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Dạ em cũng chào bạn nam nhà kế bên. Em tên là Quách Kim Phương, năm nay em 32 tuổi, em là giáo viên Anh văn. Và em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Em chắc là cũng đồng hương với anh bên kia, em ở Thủ Đức luôn. Thủ Đức luôn hết, đồng hương với chị luôn. Hay quá, cùng quận mà không gặp nhau ha. Nay gặp nhau rồi. Em gái cho bên đàn trai biết về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là vui tính và hòa đồng. Nói về nữ công gia chánh thì em cũng thích nấu ăn, rồi em cũng biết thiêu thùa may vá. Rồi rất giỏi. Dạ còn về điểm yếu, dạ đôi khi thì em hơi kỹ tính quá. Ví dụ như cái vật đó nó để đó thì là nó gọn gàng, còn nếu mà để chỗ khác nhìn nó không gọn gàng thì em cũng hơi khó chịu chút xíu, đúng không? Dạ. Không, cái đó là tốt, cái đó không phải điểm yếu đâu em. Làm đâu phải ngăn nắp gọn gàng thì mới được. Dạ. Rồi, cái tính cầu toàn nữa ha. Dạ mà em cũng trai, dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em thế nào? Dạ ưu điểm của em là em quyết đoán trong công việc, không sợ cực, chịu khó làm. Còn khuyết điểm là em hơi nóng tính xíu. Dạ. Nhưng mà nóng nhất là em làm cái gì? Em thì nóng lắm thì em bỏ mình vô khác với em không sao, nóng nhiều càng nhiều càng tốt. Em nói về đường tình duyên của mình đi. Trước giờ thì nói là em chưa trải qua mối tình chính thức nào hết. Tức là có những người họ thích em thì em không thích họ, có người mà em thích họ thì họ lại không thích em. Như vậy có nghĩa là em chưa hề có mối tình nào? Dạ, mối tình chính thức thì chưa. Đôi khi ví dụ như tìm hiểu 1-2 tháng là thấy không hợp thì thôi. Dạ, xong rồi ở nhà thì cũng có làm mai cho em 2 anh. Nhưng mà không biết sao mà 2 ảnh giống nhau, rồi cứ gặp em mới 2 lần cái đòi cưới. Vậy hả? Nhưng mà em không chịu, tại vì mới gặp có 2 lần chưa biết gì về nhau hết. Dạ cưới. Dạ thì đâu có cưới được. Biết đâu người ta bị tiếng xét tình ta muốn cưới liền sao? Dạ nhưng mà chắc chỉ ảnh bị thôi, còn em chưa bị cho nên là chưa đồng ý được. Dạ. Như vậy là mình vẫn còn nguyên bụi phấn à? Dạ chắc vậy. Chắc càng ngày bụi nó càng nhiều. Chắc càng ngày bụi nó càng nhiều. Đó, bên nhà trai nghe chưa, áp lực ghê chưa? Rồi đàn trai, tình hình tình duyên của em sao rồi? Dạ tình duyên của em thì em đã có 1 lần gãy đổ anh. Em có cháu chưa? Dạ chưa anh. Mình đổ vỡ như vậy thì tình hình mà giấy tờ này kia đó. Dạ xong hết rồi. Xong hết chưa? Dạ rồi. Em có nộp giấy ly dị cho chương trình chưa? Dạ có. Có nha. Chứ không chứ tụi anh mệt lắm đó. Phải hỏi cái đó kỹ cho bà con. Chào em. Dạ, chào chị. Thằng trai tôi vậy đó, được không? Ủa ông làm gì như ông thách đố tôi vậy ông Linh? Thằng trai tôi nói sao? Thằng trai tôi vậy đó, được không? Thực ra thì bên nhà gái chị ấy, còn vương bụi phấn mà phấn càng ngày càng dày lên. Thì bên đó bụi phấn là... bên đây cũng bụi đời à. Đâm ra là tự nhiên mình lại thấy yên tâm là bởi vì á, với một người như vậy mà có một người đã có kinh nghiệm về vấn đề tình trường rồi ha. Thì chị nghĩ là em sẽ trân trọng những cái sau và em sẽ là cái người định hướng cũng như là biết là phụ nữ họ cần cái gì, họ thiếu cái gì, cho nên chị khá là yên tâm. Biết nói tiếng Anh không? Dạ không. Không hả? Rồi về bà dạy. Khỏe ghê luôn á, em có học trò đầu tiên liền rồi đó. Dạ. Được chưa? Dạ em, được chưa? Dạ em mời anh. Bạn gái bụi phấn ha. Dạ, dạ mời anh. Trai vương chút bụi trần thôi. Dạ. Để mời coi. Bụi trần tương đương với bụi phấn nè. Trước khi Quang gặp đàn gái, anh hỏi em một câu này. Lý do tại sao hai vợ chồng lấy nhau rồi được 1 năm đúng không? Dạ. Rồi gãy gánh. Nếu xảy ra chuyện là em hoàn toàn không có lỗi. Không, cũng có lỗi đó, có điều chưa nhận ra thôi. Nếu người nào có lỗi thì người kia cũng có lỗi một chút. Nhưng mà anh muốn hỏi như thế để anh biết rằng là những cái thiếu sót của mình gì cần bổ sung cho cái mối tình sắp tới đây, để mình cảm nhận được rằng là mình phải chăm sóc người ta như thế nào, mình phải lo lắng thế nào, mình không có nóng tính, mình không có gì đó ha. Thí dụ có những điều đó thì mình hãy rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ em chào anh Quyền Linh. Bây giờ trao đổi với anh ấy thì em có ngại ngùng gì khi anh ấy đã 1 lần lỡ chuyến đò không? Dạ không, giống như anh Quyền Linh đã nói thì mình đã qua 1 lần rồi thì mình rút kinh nghiệm để lần thứ 2 mình nó tốt hơn. Đúng rồi. Dạ. Mong rằng anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để chúng ta có thể bổ sung cho cái mối tình này nó đẹp hơn. Dạ. Được chăm sóc chu đáo hơn. Ha? Dạ. Em ghét nhất đàn ông điều gì? Em ghét nhất đàn ông là gia trưởng. Có không? Em sợ phụ nữ giận, sợ vợ lắm. Sợ vợ hả? Được. Mà rất là khó nghe. Em sợ vợ lắm. Sợ vợ là một đức tính tốt. Em thích người đàn ông như thế nào? Có trách nhiệm, có công việc ổn định để cái sau này có thể lo cho gia đình cho nó tốt. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, sao em lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi, dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết rồi đó. Thiệt luôn đó, có mình anh dám để thôi. Cái vậy cho nó vui vui chút phải mẹ không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá, có lâu mình cũng tạo hình cho nó vui vui chút cho ai gặp cũng cười thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai ạ? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ và chị gái. Đầu tiên thì xin chào chương trình. Dạ. Kế tiếp là chào hai MC và bên họ nhà trai. Thì hôm nay đến đây tham dự chương trình thì cũng mong muốn cho con gái nó tìm được một người bạn lý tưởng để lập gia đình. Chú cũng ở Thủ Đức, tự do thế lớn. Nhưng mà chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen quen. Dạ con biết chú. Mà không biết có quen hay không. Dạ quen. Chú hỏi thăm con. Quen không? Con phải con của chú Ba Bon không? Dạ chính xác. Trời ơi. Rồi xong. Rồi xong. Thì như vậy thì tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen. Trời ơi. Rồi anh Ba Bon là gì? Vậy là quá trời gần luôn. Xin lỗi là bên nhà trai là ai đại diện cho bên? Dạ Út. Chị Út hả? Dạ. Bởi vì nếu trường hợp mà chú ba với chị ba đi, anh ba đi thì tôi nhìn tôi biết liền. Trời ơi. Tại vì ở gần mà. Thịnh đây ở khu phố 3, tôi ở khu phố 5, cách dạ. nhà cái cầu. Tôi tới lui thường xuyên nó mua sâu cho chim ăn thì tôi gặp này hoài. Rồi. Có đâu có lạ gì đâu. Rồi. Cái này là cái duyên, cái này là cái duyên. Mong hai đứa tự tìm hiểu nhau. Nếu mà đàn trai đi đông là quen hết rồi ha. Rồi, mời Dũng. Tôi là dì của Thịnh, hôm nay là đại diện cho Thịnh để mà gặp gỡ. Và thấy cháu bên đây thì dễ thương, có duyên. Cũng mong cho là hai cháu tạo cho một cái cơ hội bấm nút tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Con bấm nút đi nha. Hỏi giới thiệu Út, nó biết hết rồi. Nhiều khi qua xóm qua lại biết rồi. Thôi mở rào cho tụi nó đi. Thôi mở đi, tụi nó biết hết rồi. Tôi với ông bây giờ là coi như không còn gì để mà xóm với nhau đó. Mà rồi. Mở rào đi, biết đâu gặp nó. Trời ơi, hôm nay gặp hoài. Mở rào. Dạ em chào anh. Tặng quà nhận quà đi nè. Hôm nay nó chưa biết rồi thì, mặt nó ngỡ ngàng, nó chưa biết. Tặng cho em. Dạ sô-cô-la. Em hãy ăn thử. Tình yêu đó. Dạ em chắc là để lát em ăn sau được. Ừ, ngọt ngào như sô-cô-la. Dạ em cảm ơn nhiều. Cái này thật sự là nó không có giá trị về vật chất lắm, nhưng mà do tự tay em làm cho nên mong là anh sẽ thích. Dạ, tại vì cũng đang mùa dịch nên là em may một ít khẩu trang để tặng anh. Để okay. Anh có thể dùng mỗi ngày để anh nhớ tới em mỗi okay, ngày. Cảm ơn. Tự nhiên đây hai màu xanh rồi cũng ngắt xanh ha. Mặc đồ cặp đồ. Cặp á. Giống như ông bà Mai Tây thì cũng đưa tím riệm qua xiêm. Tím riệm á. Thằng bà mặc đồ tím coi được, đàn ông mặc tím kỳ lắm á. Mà cái áo của ông nó sặc sỡ hơn của tôi, nó có một chùm bông ở đây nữa nè. Hết hồn à. À lấy áo này gì trời. Anh với anh này ở gần, rất là gần nhau, nhưng mà hôm nay mình mới biết. Dạ đúng rồi. Hôm nay mới gặp mặt. Gặp em thì anh có ấn tượng gì không? Anh có hơi bất ngờ xíu. Bất ngờ sao? Bất ngờ tích cực hay tiêu cực? Dễ thương hơn em nghĩ. À tức là dễ thương hơn em tưởng tượng đúng không? Em có nghĩ là mẹ nàng dâu này chồng như thế nào không? Nàng dâu mẹ chồng thì em nghĩ là chỉ cần mình thương mẹ chồng như mẹ ruột thì mẹ chồng cũng sẽ thương mình như con gái ruột thôi. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ em có vài câu hỏi là không biết là anh có hút thuốc hay có uống bia được không? Cái hút thuốc thì anh bỏ không lâu rồi. Thì còn bia rượu thì phải có tiệc tùng mới uống, chứ không có uống lung tung. Nếu sau này ở trong gia đình thì anh có sẵn sàng giúp đỡ vợ cái việc nhà hay không? Chắc chắn rồi. Phụ được vợ gì thì anh sẽ phụ. Sẵn sàng điều đó. Dạ giống như hồi nãy ba em có nói thì giờ chỉ còn mình em mà chưa có gia đình nên ở với ba mẹ. Em đặt trường hợp là nếu như muốn anh ở rể thì anh có đồng ý không? Anh cũng biết nhà chú mà, từ nhà anh xuống nhà chú chưa được 500 mét nữa. Dạ đúng rồi, rất là gần. Đỡ ghê luôn á, đỡ dễ sợ. Vậy thì ở dâu ở rể đâu quan trọng nữa rồi. Quan trọng. Ừ. Sáng ở dâu, chiều ở rể. Mua cái căn nhà ở ngay chỗ 250 mét đó. Ở giữa đó. Ở giữa. Chạy qua chạy lại cho nó gần. Không có khó, chuyện này khỏi nói. Bây giờ thử đi. Nếu mà có cuộc mà nào mà gây gổ với nhau, mà giận hờn với nhau, ai sẽ là người xuống nước? Thì nếu mà xảy ra bất đồng quan điểm giữa hai người á, thì anh sẽ là người bỏ đi chỗ khác trước, để sau đó mà quay lại nói chuyện. Tại lúc mà mình đang nóng thì mình nói không có gì ra gì hết trơn á. Dạ đúng rồi. Rõ ràng quan điểm của bạn, dạ. Bạn rất đồng ý với cái cách đó của em. Vậy là thấy vui rồi, thấy khỏe rồi đó. Cái lúc mà người ta bỏ đi mình ở nhà mình kiếm gì ăn em. Dạ, hoặc là mình lấy tiền đi shopping. Đúng rồi, đó, vậy đi. Dạ. Cái ông hết dám đi nữa. Bây giờ Thịnh đứng lên ha, mình bước tới bạn gái. Nói cái gì chân thành nhất á. Dạ. Sát bên nhà mà. Anh hy vọng là sau ngày hôm nay anh với em tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là mình cho nhau một cơ hội. Quá trời hay luôn. Rồi, trở về với ghế ngồi cho các bạn. Để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim của mình. Nếu thực sự chúng ta cảm nhận đây là người có thể cùng nhau đi suốt quãng đường còn lại thì bấm. Còn nếu không, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Cạch cạch rồi, tôi thấy hai cái cạch cạch rồi đó. Chính thức các bạn. Linh ơi cưng quá à. Nè, hai cái màu xanh, hai cái màu tím cưng sao đâu á. Ai đưa tôi áo kỳ quá. Hôm nay chính thức là các bạn hẹn hò với nhau trước mặt đại diện hai bên gia đình. Đầu tiên, bây giờ Thịnh nói gì với cô chú đi. Thưa chú, thì hôm nay con đến đây tham gia chương trình thì cũng là cái duyên. Con không ngờ là gặp cô chú ở đây. Thì con xin phép cô chú là cho con tìm hiểu bé. Thì con sẽ cố gắng làm hết cái khả năng con là có thể lo cho bé là hạnh phúc. Dạ, con chào dì và chào gia đình nhà trai. Dạ, con cũng xin phép dì cho con với anh tìm hiểu nhau. Thật sự đây là một cái duyên rất là tuyệt vời. Và bây giờ là nụ hôn đầu tiên mà Thịnh dành cho bạn gái của mình. Dạ, con xin phép chú. Được không em? Phải được thôi. Dạ. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Điểm đây qua thẳng đó, chào cho mẹ, chào dì, chào dì. Cái cô bạn gái này nè, cổ nói bây giờ cổ muốn em chuyển về Sài Gòn với cổ. Thì em có đồng ý không? Nhậu, em nói ở đây không phải là gọi là bê tha hay gì đâu, anh đừng có lo. Dạ, tức là mình giao tiếp thôi. Anh sợ hả? Một tuần thì anh sợ nhậu hay sao? Một tuần em giao tiếp mấy lần? Mà anh này thì cuối tuần thôi hả? Sợ thì không sợ, chỉ là anh quan ngại sâu sắc một tí thôi. Anh yêu em có tiếng nói dịu hiền và đôi mắt của mùa thu trong sáng. Anh yêu em không có ngày có tháng và chỉ biết không nhớ em là không được. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Rồi, em giới thiệu về mình đi em trai. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Hùng Vương. Em năm nay 29 tuổi, sinh ra tại quê hương Diễn Châu, Nghệ An. 5 năm tuổi thì em theo gia đình vào Đắk Lắk xây dựng vùng kinh tế mới. Tới năm em 18 tuổi thì em xuống Vũng Tàu sinh sống và làm việc cho tới bây giờ ạ. Tức là giờ hiện nay là Vũng Tàu với ai? Tới giờ thì em sống ở Vũng Tàu một mình. Em đã từng làm nhiều nghề rồi, trong đó có nghề em làm lâu nhất đó là em làm quản lý khách sạn. Em làm quản lý khách sạn là em có từng chụp hình với anh rồi đấy. Ủa vậy anh có vô khách sạn rồi? Anh có dẫn vợ anh và hai nàng công chúa. Trời, may quá. Trời ơi, tôi nhót vậy rồi đó Linh, tôi nhót vậy rồi luôn á. Tôi sợ nó nói vô với ai. May quá. Ủa rồi bây giờ em đang làm gì cưng? Cũng quản lý khách sạn luôn. Hiện tại thì em đang còn kinh doanh homestay. Và em làm thêm về bên môi giới bất động sản của nhà kinh doanh. Homestay ở Vũng Tàu hả? Ở Vũng Tàu đúng. Linh nhớ lấy địa chỉ Linh. Đặng né. Không, mình đi với vợ con mà. Đi ai đâu mà né. Thôi em sao nè, gỡ cho anh Linh đi. Anh rối lắm rồi, tự giới thiệu nói lớn lên là lớn ác cảm xúc của anh. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh Vương. Và chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin được tự giới thiệu, em tên là Thủy Trúc, năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng tại Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ ô tô. Dạ. Ở đâu em? Dạ, hiện tại em đang công tác tại Thủ Đức ạ. Nhà em ở Gò Vấp. Là hiện tại là mình ở Vũng Tàu luôn hả anh? Đúng rồi em, anh ở bãi sau á. Anh có thấy khoảng cách giữa em với anh có xa không? Anh nghĩ là một chuyến xe nó chỉ mất 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì nếu như 5 giờ chiều mình tan ca thì 7 giờ tối vẫn có thể gặp được nhau rồi. Là anh từ Vũng Tàu anh lên Sài Gòn đúng không ạ? Đúng rồi em. Anh nghĩ là nhiều người nói thế này này, tức là khi chúng ta rảnh chúng ta gặp nhau. Nhưng mà anh nghĩ là nếu như mình cần và thích nhau á thì chúng ta sắp xếp cố gắng để mà có thể rảnh để gặp một ai đó. Dạ. Hay. Cho nên là anh sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể của bản thân mình. Quan trọng là tình yêu có thăng hoa không thôi. Nếu mà tình yêu đủ thăng hoa, đủ chín á, là dọn từ Vũng Tàu về Sài Gòn luôn. Chuyện đó bình thường. Thế còn bây giờ bạn giới thiệu hết những gì mà mình muốn nói để cho bạn trai kia hiểu về mình. Ưu điểm của em á, thì em hoạt ngôn, hòa đồng, vui vẻ với mọi người và chân thành. Còn yếu điểm của em thì em khá là nhạy cảm. Tại vì em sống thiên về tình cảm, cho nên là em sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, đặc biệt là những người thân của em. Đó. Còn cái khuyết điểm nữa là em là người rất là thẳng tính. Tức là em không hài lòng một cái vấn đề gì đó là em nói thẳng luôn. Nói liền luôn, dạ, không có để bụng. Rồi, em nói liền luôn. Dạ. Em cũng có thích nhậu nữa. Dạ, em không biết là bạn nam ở bên kia như thế nào, nhưng mà lâu lâu á thì em hay cùng đồng nghiệp và cùng những anh chị em là đi nhậu với nhau. Tủ lượng của em là tính như thế nào? Tính ly hay là tính lon? Em uống mà em có thể kiểm soát được là tầm khoảng 5 lon. Dạ, còn 5 mấy ly? Lon. Dạ ly thì không có tính ly chị. Rượu phải uống bằng ly chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Tính lít á. Tính bằng xị hay là tính bằng lít á? Anh Linh hỏi vậy. Dạ xị thôi ạ. Xị. Dạ. Em ơi, anh hỏi chút này. Dạ. Em bảo là 5 lon là em còn kiểm soát được. Vậy thì em có hay không kiểm soát được bản thân không? Dạ không anh. À. Dạ. Rồi, em trai, bây giờ em hãy nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là tính em thân thiện, hòa đồng và có khả năng giao tiếp tốt với mọi người. Đúng rồi, quản lý khách sạn mà. Đủ mọi lứa tuổi, tức là em có thể nói chuyện và chơi những bé 1, 2, 3, 4 tuổi cũng được. Quá tốt. Hay là đến những người lớn tuổi 60, 70 tuổi. Giống anh đó, anh là giao tiếp ai cũng được hết. Mình nói chuyện tình yêu đi. Dạ. Bên kia có mấy mối tình rồi em gái? Dạ, hiện tại thì em có 2 mối tình ạ. Hiện tại hả? Dạ không, em nhầm, trước đây ạ. Mối tình dài nhất là khoảng 3 năm nhưng mà tụi em yêu xa. Rồi mối tình ít nhất là mấy năm? Dạ 1 năm ạ. Thì do bên em tụi em không cùng quan điểm với nhau. Hồng Vương, em có mấy mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là hồi còn đi học cấp 3. Rồi. Thì đó là mối tình đầu. Mấy năm? 2 năm ạ. Rồi mối tình kế tiếp? Mối tình kế tiếp thì là mối tình hồi sinh viên. Mấy năm? Thời gian cũng diễn ra rất là ngắn, chỉ mấy tháng thôi. Mấy tháng rồi. Sau đó thì mối tình gần đây nhất thì em có yêu nhau là 2 năm. Vậy là cũng gần 5 năm với tình yêu rồi. Dạ. Thì tại sao lại chia tay với mối tình đó? Hai người tình yêu chưa đủ lớn để có thể sẵn sàng thay đổi vì nhau. Quan điểm mà khi tiến đến hôn nhân gia đình nó khác nhau. Em có thấy mình có thiếu sót gì trong các mối tình đó không? Em nghĩ là bản thân mình biết em là học thiếu sót cái gì, là quan tâm với đối phương hơn. Đó, tức là cái thiếu sót của mình là mình thiếu quan tâm đến đối phương. Cái này mình phải rút kinh nghiệm. Bởi vì trong tình yêu nếu không quan tâm chăm sóc thì tình yêu không đủ lớn. Tại sao toàn là nói chuyện về quá khứ? Tức là sau những mối tình thất bại đó mình rút kinh nghiệm gì để mình biết, để mình bổ sung cho cái mối tình mới, chứ không phải là mình moi cái chuyện quá khứ làm gì. Rồi, như vậy là rõ. Chúng ta sẽ đến với những cái gì mới hơn, một cái mối tình mới, và cố gắng chăm sóc những cái gì mà thiếu thôi từ ngày xưa giờ nha. Em ơi, với em cái người bạn gái mới mà em muốn tìm hiểu thì em muốn cái bạn đó phải như thế nào? Em chào chị. Chào em. Em thích chị từ ngày mà đóng những phim hài với anh Xuân Hinh á. Trời ơi, công nhận cái trí nhớ của bạn này rất là tốt, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là chưa bao giờ em thấy chị ở một khách sạn nào. Trời ơi. Sao bây giờ em nói cho chị nghe coi là cái bạn gái của em á, bây giờ em muốn bạn như thế nào, ngoại hình ra làm sao, hay là phải giống với một cái mẫu hình lý tưởng nào mà em nghĩ trong đầu? Em thì em không một hình mẫu lý tưởng nào cả. Em thích cảm giác yên bình bên người có tính cách mà họ thiện lương, biết thương cảm với những hoàn cảnh khốn khó. Và nếu một người thích kinh doanh càng tốt. Là bây giờ mình đang làm homestay với lại ngành bất động sản. Dạ đúng rồi. Thực ra thì em thích những người phụ nữ có tính cách một truyền thống pha chút hiện đại, cố gắng vun vén cho gia đình cũng như cho dòng họ hai bên nội và ngoại, mọi thứ nó hài hòa. Có những khi mà mình hơi quá một chút thì hai bên tự cân bằng với nhau. Mà nóng tính quá thì nhiều điều sẽ không hay nói trong lúc mà mình quá nóng. Chào xem đàn gái. Dạ em chào anh Quyền Linh. Em là cô gái rất là thông minh. Dạ. Anh nghe nói thôi, anh biết rằng em là người giao tiếp cũng rất là tốt. Dạ em cảm ơn anh. Em thích không thích điều gì đàn ông? Em nói điều em thích trước đi. Dạ, thứ nhất em thích một người đàn ông chân thành, ấm áp, biết cách cư xử với lại người lớn. Còn cái điều mà em không thích đó là thứ nhất là keo kiệt, gia trưởng, lăng nhăng, và thích thể hiện mình á, tức là không có khiêm tốn. Em qua cái tuổi yêu đầm thắm, yêu cuồng nhiệt rồi. Bây giờ em chỉ muốn một cái tình yêu êm đềm thôi. Êm đềm đúng không? Dạ đúng rồi. Mình chưa gặp nhiều, mình chưa biết như thế nào, nhưng mà qua các giao tiếp thì em nghĩ rằng người đàn ông này có thể nói là 80-90% đúng với những gì tiêu chí bên đàn gái đó. Rồi để tôi hỏi chuyện nhà trai chút xíu nè. Nói nghe nè bé. Ví dụ đi, cái cô bạn gái này nè, cô nói bây giờ cô muốn em chuyển về Sài Gòn với cô, thì em có đồng ý không? Em nghĩ là nếu hai người mà đã quyết định một cách chắc chắn sẽ đến với nhau, xây dựng thành một hạnh phúc gia đình ấy, thì nơi nào có thể phù hợp với bản thân của hai đứa thì mình sẵn sàng về nơi đó. Tuy nhiên, tức là khi người ta đã xác định mình lấy nhau, mình cưới nhau, thì ở đâu có điều kiện, có công việc ổn định, có sự phát triển về kinh tế, chúng ta sẽ quyết định ở đó. Bạn nam này rất đẹp trai nè, mà ăn nói thì rất là ngọt ngào. Nhiều khi mình ghen lòng ghen lộn lên mình chịu không được. Ví dụ vậy thì sao? Xa quá trời luôn. Thì đó, thì đó. Xa. Vấn đề quyết định là do hai bạn. Do các bạn thôi. Bây giờ mình sẽ tham khảo ý kiến người thân. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị hai của em ạ. Chị hai ạ. Rồi chào chị hai. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào Vương. Em là chị hai của bạn Trúc. Bạn Vương thì rất là bản lĩnh, rất là giỏi về giao tiếp, có khả năng là buôn bán cho gia đình á. Chị cũng hy vọng là qua cái chương trình này hai bạn đã nhờ chương trình có cái duyên để gặp nhau rồi, thì mình cũng nên cho nhau một cái cơ hội. Trước tiên là có thêm một người bạn, sau đó thì cái chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Em xin hết ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị gái. Còn Vương đi với ai cưng? Em đi với em trai ruột của mình. Dạ, em chào Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người trong trường quay. Em là em trai của anh Vương. Thì qua cuộc nói chuyện vừa rồi á, em cảm thấy là chị gái là một người rất là có kinh nghiệm và một người từng trải. Và năm nay thì hai người cũng đã 29 tuổi rồi, thì em mong hai người sẽ có một sự lựa chọn chín chắn và trưởng thành nhất để đưa ra quyết định sáng suốt nhất ạ. Nhưng mà em thấy chị gái được không? Dạ chị gái rất là xinh ạ. Hợp với anh trai mình về tính cách về này kia không? Dạ cái đó thì em chưa dám chắc, nhưng mà em tin là sẽ hợp nhiều lắm ạ. Sẽ hợp nhiều lắm. Rồi cảm ơn sự góp ý của hai họ ha, trai và gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt đi, rồi hai bạn sẽ quyết định nha. Okay. Mở rào. Dạ, em có một cuốn sách tặng anh. À, cảm ơn. Dạ, anh cũng hay đọc sách hả? Anh thích sách từ nhỏ. Dạ vâng. À, anh có thể mở ra xem là tựa đề cuốn sách được không? Dạ được ạ. Tựa đề cuốn sách là Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu. Cái này là nội dung của nó là về kinh tế hay là về gì em nhỉ? Dạ về tâm lý, tình cảm. À dạ. Anh đã đọc cái cuốn Hiểu Về Trái Tim này chưa ạ? Anh đọc rồi. Cuốn Hiểu Về Trái Tim của tác giả Minh Niệm. Thì anh muốn gửi đến em cái này là với này. Anh vốn là người rất sống rất là chân thành. Anh nghĩ là những cái gì từ trái tim á, nó sẽ đến với trái tim. Kèm theo đó, thực ra cuốn này thì hầu như là doanh thu bán sách đều mục đích để làm từ thiện. Dạ. Cho nên anh xin gửi em những món quà này, mong em đọc nó. Dạ vâng, em rất cảm ơn anh ạ. Dạ. Anh nói về cuốn sách Hiểu Trái Tim cho em nghe. Anh là chủ tịch hội Hiểu Về Trái Tim. Tụi anh sản xuất ra cuốn sách này để bán, để lấy tiền mổ tim cho trẻ em. Cũng nhờ cuốn sách Hiểu Trái Tim này mà tụi anh mổ gần 2.000 ca mổ tim cho trẻ em, gọi là kém may mắn trong cuộc sống đó em. Dạ. Rồi bây giờ thì các bạn có thể trò chuyện cảm nhận về nhau lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó. Anh có gì hỏi em không? Nói về chuyện ăn nhậu đi. Thôi mình bỏ chuyện ăn nhậu một bên đi. Không, em xin phép em hỏi một chút xíu thôi. Mình chuyện bia bọt ăn nhậu mình không có... em không thích em ăn nhậu. Dạ. Em có sẵn sàng thay đổi không? Cái tính chất công việc của em thì cũng có giao tiếp với khách hàng, cũng có đi với bạn bè. Nhậu em nói ở đây không phải là gọi là bê tha hay gì đâu, anh đừng có lo. Dạ, tức là mình giao tiếp thôi. Anh sợ hả? Một tuần thì anh sợ nhậu hay sao? Một tuần em giao tiếp mấy lần? Mà anh này thì cuối tuần thôi hả? Sợ thì không sợ, chỉ là anh quan ngại sâu sắc một tí thôi. Em biết nấu ăn nhưng mà em không thích, em chỉ thích gọi là sơ chế. Thì anh có nhận xét gì về cái vấn đề đó không ạ? Ai cũng vậy, con chim sẽ bay về tổ ấm. Con người ta thì thích cảm xúc tích cực. Tức là em đi đâu em cũng về nơi nào đó mà chào đón mình ấy. Giả sử như em lập gia đình đi, mà người chồng em muốn em nấu cơm thì em có sẵn sàng em thay đổi, hay sẵn sàng em tìm hiểu không để em nấu được? Dạ có. Quá dễ. Lên Google gõ Tao nói rất nhiều cách nấu ăn, anh là không biết nấu ăn. Cứ như thế mười mấy năm mình trở thành một đầu bếp gia đình. Đơn giản là nói như thế để thấy các bạn thấy rằng là không biết nấu ăn, mình học nấu ăn à. Không có khó, lên Google search nấu món gì ra hết. Em tìm một người bạn đời như thế nào? Em tìm một người bạn đời có thể đồng hành cùng em, chứ đừng gọi là em không có khái niệm là hai người phải hy sinh vì ai đó mà hy sinh, mà hai người phải cùng nhau đồng hành với nhau thì cái đó là mới gắn bó, mới bền lâu được. Chứ một người mà hy sinh và một người kia không trân trọng thì cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ không có kéo dài lâu được. À, nếu hai người cãi nhau ai là người xin lỗi? Theo em thì sao? Tại vì cái tính của em á nhiều khi cũng ngang. À. Dạ. Nếu vậy thì em hãy đọc thật kỹ cuốn sách anh tặng em á. Dạ. Nó dạy chúng ta biết điều tiết cái cảm xúc của bản thân rất là nhiều, kể cả lúc vui, lúc buồn, giận dữ. Và wow, lý giải rất là hay. Rồi, chúng ta hãy tiến gần đến nhau. Nào, nắm tay nhau để cảm xúc về nhau. Và em có năng khiếu hát hay đọc thơ gì không? Em hát. Bây giờ là tháng 11 rồi nhưng mà em hát một bài liên quan tới tháng 10. Được. Ta gặp nhau vào chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La la la, la 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Trời ơi, trời ơi, lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh, biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say dù đu, dù đu. Xin hết ạ. Em có giọng ngọt ngào, dạ, dễ nghe, dễ thương. Anh chỉ nhớ duy nhất một bài thơ á, là ngày xưa đọc lén được thư tình của mấy cái người mà viết cho dì anh từ lâu lắm rồi, dạ, hồi anh còn nhỏ. Đó là có một câu như này: anh yêu em có tiếng nói dịu hiền và đôi mắt của mùa thu trong sáng. Anh yêu em không có ngày có tháng, và chỉ biết không nhớ em là không được. Dạ, cảm ơn bạn thơ là hay. Bạn có về, bạn về vị trí đó. Bây giờ các bạn đã trao đổi với nhau, các bạn đã nhìn nhau, được sự góp ý của hai bên gia đình. Chúng ta đã nắm tay nhau để cảm nhận cảm xúc về nhau. Suy nghĩ xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Suy nghĩ xem ta có nên bấm nút hay không? Trái tim mình có rung động thật sự hay không? Bấm nút là trao duyên đi, chúng ta không bấm nút vì bất kỳ điều gì nha các bạn. Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ quyết định. 3, 2, 1. Hết thời gian. À, anh xin chia sẻ một chút thế này này. Anh nghĩ rằng bên ngoài kia sẽ có rất là nhiều chàng trai bấm nút cho em. Nhưng mà anh nghĩ rằng cá nhân anh nghĩ rằng anh không phải là người phù hợp với em. Cảm ơn bạn đã chân thật với trái tim của mình. Rất tiếc các bạn chưa rung động, chưa bấm. Thì đúng như bạn trai nói, ở ngoài kia có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái, và cũng rất nhiều em gái sẽ hợp với chàng trai sẽ bấm nút cho em. Chúc cho hai chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ từ trái tim của các bạn. Món quà của các bạn vẫn giữ lấy làm kỷ niệm. Người lạ ơi, có đôi khi chúng ta gặp nhau trên đường đời một lần nữa thì sao? Hiện giờ thì cảm giác bạn gái thế nào? Mình không thể đi cùng nhau, nhưng mà mình có thể là bạn của nhau. Đúng rồi. Mình sẽ có thêm một cái mối quan hệ mới. Biết đâu sau này em có dịp về Vũng Tàu thì em cũng có thể liên hệ với anh, hoặc là sau này em có thể em mua căn hộ hoặc là mua nhà gì đó thì em cũng có thể liên hệ với anh, hoặc là anh cần ô tô thì anh có thể liên hệ với em, không vấn đề gì hết. Đúng rồi, một cô gái rất bản lĩnh, coi như giao tiếp liền luôn đó. Đúng giao rồi, tiếp đặt mối quan hệ buôn bán liền ngay và liền. Chúng ta cứ đưa ra quyết định của mình, đó là quyết định của mình, cho dù người khác không quyết định đúng như mình muốn, đó là bản lĩnh của một người con gái. Anh rất là phải nói rất nể em vì điều đó. Dạ. Chúc các bạn sẽ trở thành những người bạn với nhau nha, và chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Em cảm ơn Nguyễn, chào anh. Vân nghĩ là như vậy nè. Thực ra là các bạn đến đây là cái duyên. Nhưng mà khi mà cái nợ mình không đến được và các bạn sáng suốt nhận ra được cái điều đó để các bạn không phải bấm, không phải trao duyên, thì là Vân lại nghĩ điều đó nó lại là hay. Đúng rồi. Tùy theo cặp mà mình tiếc nuối, nhưng có những cặp mà Vân thật sự là cảm thấy các bạn rất là sáng suốt. Bởi vì các bạn là những con người rất bản lĩnh, giống như là hai bạn vừa rồi. Vân thấy là chúng ta không rất tôn trọng quyết định của các bạn. Trong Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng tôi luôn luôn nói với các người chơi rằng chúng ta không bấm nút vì mọi giá, mà hãy bấm nút bằng cả trái tim của mình. Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à. Em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm một cái gì đó em mới ngủ được. Em ơi, anh là một người đàn ông thật là chững men, không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Ai kia là ai? Có hai người đứng đây. Tôi đâu biết ai kia là ai. Tôi nhớ. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Mời nhà trai. Rồi ngồi nha em trai. Rồi xin mời nhà gái. Chào Trinh. Bây giờ trời thì mình giới thiệu về mình đi em trai. Em tên là Lê Ngọc Hiệp, em sinh năm 1994, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Chị em có mở một quầy thuốc tại Bình Dương. Đó sao mà mình... thì thầm vậy trời, bộ hai người nói riêng tư với nhau hay sao vậy? Hiệp nhỏ vậy đó. Ừ. Rồi cô gái có hai cái má lúm đồng tiền, giới thiệu về mình đi. Dạ, chào quý khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia. Em là Hoài Hương, năm nay em 24 tuổi, quê em ở Trà Vinh, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm tư vấn viên online của thẩm mỹ viện K-Spa. Em ở quận mấy vậy? Dạ, em ở quận 10 ạ. Đi cũng khoảng cách cũng xa xa ha. Dạ. Rồi, đàn trai muốn biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của bên đàn gái. Điểm mạnh của em là hòa đồng, thân thiện, chân thành với mọi người, thích nấu ăn. Nấu thì nó không có ngon lắm nhưng mà cố gắng ăn thì nó cũng được. Em thích cắn. Cắn ai mà bị sứt mẻ cái răng chưa? Dạ cắn mẹ. Tại kiểu giống như lâu lâu đi về quê cái thương quá không biết làm sao á, cái vuốt tay cái thọc một cái. Trời tội nghiệp mẹ quá. Có một cái là vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm luôn là em hơi thẳng tính. Với lại làm việc gì nó cũng nhanh, kiểu cụp xong. Em hơi hậu đậu, nấu đồ ăn xong rồi mới nhớ là chưa nấu cơm. Cắm cơm rồi vẫn chưa có cơm ăn. Tại vì quên bật nút. Chưa bấm nút đúng không? Thôi bây giờ thì đàn trai cho mình biết được cái ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là một người thích học hỏi. Khuyết điểm của em là một người hơi bị nóng tính nhưng mà em biết kiềm chế cảm xúc lại. Nhưng mà nóng nhất là em làm gì? Em nóng nhất là em im lặng là em bỏ đi. À được. Có nghĩa là bên đó hơi nóng tính hả? Bên nó hơi nóng tính. Nói nghe nè em, em có cái tật xấu gì không? Em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm một cái gì đó em mới ngủ được. Ví dụ như uống trà, cà phê, trà sữa, nước ngọt mà sau 12 giờ trưa là tối đó là xác định luôn. Cuộc sống bế tắc luôn, là thức tới 2-3 giờ sáng luôn. Nếu anh chồng thì ôm chồng ngủ có gì đâu. Nhưng mà hiện giờ là em đang ôm cái gì? Em đang ôm cái gói, cái con gấu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất là khoảng 1 năm. Và đó em quen được khoảng 6 tháng à. Mối tình kia dài không? Mối tình kia là nó hơi dài khoảng 3 năm. Nói chung lúc đó là em mới ra trường, là em lo đi làm á. Em ít quan tâm đến bạn nữ. Nếu mà yêu nhau mà không quan tâm chăm sóc nhau thì dễ đổ vỡ lắm. Bạn thì sao, bằng mấy mối tình rồi? Em được 4 mối tình. Cũng khá ha. 2 mối tình là thời học sinh, 1 mối tình thời sinh viên và 1 mối tình gần đây nhất là mối tình đồng nghiệp. Đồng nghiệp được mấy năm? Dạ đồng nghiệp thì khoảng tầm mấy tháng thôi. Tại trong công việc của em là người khá là nghiêm chỉnh, trầm tính, chững chạc. Còn ra ngoài thì ở cái người yêu thì mình thoải mái, mình bung lụa thôi. Nhiều khi nhõng nhẽo này kia nữa cho nên là anh đó không chịu được. Em ơi, em chịu đựng được cái người mà cắn em không? Dạ được chứ, không sao hết. Tại vì em nhà em bán thuốc tây mà. Có gì là em lo hết vậy. Đàn gái cho tôi biết được là bạn muốn tìm một nửa yêu thương của bạn như thế nào? Dạ cái gu của em thì cao trên 1m68. Gu 68 trở lên ha. Dạ. Anh hơn em rồi, tôi phát 75 ạ. Tốt. Gì nữa em? Dạ ngoại hình ưa nhìn, hơi tròn tròn xíu được rồi. Để ôm cho đã. Không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú, không lăng nhăng, không gia trưởng. Nhậu thì nó ở mức độ thôi. và hiện biết là mình hiện tại đang đứng ở đâu và cần làm gì để mà tạo cái cuộc sống happy cho mình với những người mình thương. Em có cờ bạc không? Không anh ơi. Có gái gú không? Không. Có lăng nhăng không? Không. Hút thuốc không? Không luôn. Uống rượu không? Uống rượu. Uống ít à? Uống ít rồi. Rồi có hai chai à? Coi như 100% bên đây ta yêu cầu là bệnh có hết luôn á. Có hết luôn á. Bây giờ bạn muốn yêu cầu bạn nữ ở bên đây như thế nào, hoặc là cái gu của bạn ra làm sao? Cao khoảng 1m55 đảo lên là được. Nhìn dễ nhìn, dễ thương. Dễ thương phải không? Nói chung là em cao 1m64 được không anh? Được em ơi, quá được luôn. Quá được luôn. Quá được. Đây 68, 64 được rồi. Thôi. Chào cưng. Khôi ngô tuấn tú đúng không? Thấy hợp với thằng gái không? Thì dễ thương quá. Chị dễ thương quá à. Ôi cảm ơn em. Dạ. Trời ơi là thích rồi đó, không cần phải hỏi tài sản nữa rồi. Không cần nữa, coi như là cho qua hết. Biết sao phải dòm không? Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à. Má lúng đồng tiền á, em có thích không? Có chị. Có càng má lúng là nhìn càng dễ thương. Trời ơi, tùy má lúng nha em. Lúng đều nguyên mặt là mệt lắm á. Cái điều gì là cái điều em không thích ở bạn gái mình? Hàm ràm. Với lại một người nói chuyện ngang ngược, với lại không biết lễ phép với người lớn. Càm ràm lèm bèm là 100% các bà vợ đều bị cái bệnh đó. Ví dụ như lúc mình yêu á là chưa càm ràm đâu, nhưng mà lấy về rồi là càm ràm. Tại vì á, những ông chồng sẽ lòi ra một số những cái yếu điểm và tật xấu mà bắt buộc cho em phụ nữ chúng tôi phải càm ràm. Càm ràm thì càm ràm cũng có giờ. Cứ hở ra càm ràm lựa cái lúc mà người ta đi làm về mệt á. Càm ràm là đàn ông không có thích. Về mệt mồ hôi mồ kê đổ, chưa ăn uống, chưa có tắm rửa gì vô là càm ràm. Lúc đó người ta sẽ nổi máu điên lên liền. Bộ người ta điên hay sao tự dưng ta càm ràm? Ủa đâu có khùng. Nói mệt lắm, tắt tiếng, khang tiếng, rảnh lắm, ở không là đứng càm ràm như một con mụ điên. Có nhiều lúc á là ta buồn ngủ, ta làm gì mà tắm rửa ta ăn cơm xong ta buồn ngủ ta leo lên giường chuẩn bị ngủ, bắt đầu càm ràm. Trời ơi bây giờ về là chưa tắm rửa chưa gì mà leo lên giường ngủ, vớ bọng đồ để nguyên đai nguyên kiện vậy á, đi từ sáng cho tới chiều phải càm ràm. Thì qua chỗ khác ngủ để ta mệt ta ngủ cho nó sáng cho nó khỏe đi, rồi ta tắm rửa cũng đâu có sao đâu. Thôi ly dị đi, thôi ly dị đi. Thôi ly dị đi. Mắc cười quá à. Đàn ông và phụ nữ phải rút kinh nghiệm ha. Đúng rồi. Qua câu chuyện này. Rồi, để tôi coi mắt. Trời ơi, dễ thương quá. Đó. Hỏi là tự nhiên sao tôi phải bảo vệ bên đàn gái tôi là nè, vậy đó. Cô gái xinh đẹp. Dạ. Cô không thích những điều gì ở đàn ông? Tính đàn bà. Tính đàn bà. Đàn ông mà tính đàn bà. Tánh em sao nè? Dạ em tính là người đàn ông gì ơi. Nhưng mà đầu tiên đàn ông phải ăn to nói lớn mà. Em nói dùm cho chị một câu là: em ơi, em yên tâm đi, anh là một người đàn ông chuẩn men. Lớn lên. Em ơi, anh là một người đàn ông thật là chuẩn men, không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Ai kia là ai? Có hai người đứng đây. Tôi đâu em nói ai kia là ai? Tôi nhớ. Thì em nói vậy đó. Anh là người đàn ông chân chính. Em gái đi với ai? Dạ em đi với cậu mợ của em ạ. Dạ, chào hai MC xinh đẹp của chương trình. Xin chào bên đàn trai, quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Theo cậu á thì cậu thấy cháu bên này chuẩn, cậu là ok. Bây giờ để mợ nói tiếp. Theo mợ thì mợ thấy bạn trai bên này là to cao, đẹp dai, ok. Mợ là mợ ưng đấy. Mợ là mợ thích rồi đấy con ạ. Tối nay cho mợ đi ăn lẩu nhá con nhá. Được, câu mợ giờ ok hết rồi đúng không? Mợ là mợ đồng ý rồi đấy. Đồng ý, mợ thích rồi đó nha Hương. Thích rồi. Rồi cảm ơn đàn gái. Rồi đàn trai sao? Đàn trai đi với ai vậy? Đàn trai em đi với chị họ của em ạ. Dạ em xin chào hai MC cùng bên đàn gái cùng các vị khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Hiệp. Thì theo nhận xét của em là bạn gái thật sự là rất dễ thương. Nếu như đã gặp nhau rồi thì mình phải cố gắng vì nhau. Cảm ơn đàn trai đàn gái. Như vậy là hai bên cũng đã đồng ý hết rồi ha. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp nhau. Mở rào. Hiệp Hương. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng có muốn quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em. Anh được nắm tay em được không? Dạ. Rồi anh muốn hát cho em bài tặng cho em đến địa vị khán giả. Đó, rối nữa rồi đó, một cái bài tặng mà tôi không biết bài tặng là bài gì luôn á. Bài hát là bài Làm Vợ Anh Nhé. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia, chẳng cần em phải lo lắng hay bằng tâm điều gì, và rời hai hứa con đời yêu anh nhé em. Wow. Ôi ơi. Hương có muốn hát đáp lại với Hiệp không? Em thì không có biết hát, nhưng mà em có một cái việc tài đó là massage đầu vai gáy, biết một số cái bài massage. Rồi mát liền luôn. Mát luôn. Massage liền luôn. Trời đất ơi. Quá hên chưa? Anh cứ ngồi thẳng. Trời ơi. Ôi đã quá. Ôi đã quá. Ôi sao sướng quá anh ơi. Anh tiếp, Linh nhộn nhạt luôn. Tiếp đi em. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Dạ đó. Vậy thôi đó hả? Được không Hiệp? Qua đã nè. Hả? Qua đã đúng không? Rồi. Em thấy anh như thế nào? Anh thì chắc cũng vừa ôm. Trong một tuần mà anh bận quá thì anh có thể nhắn tin, gọi video call thôi. Không sao em ơi, một tuần anh có thể dành cho thời gian cho em được khoảng 1 đến 2 ngày. Dạ. Tại vì thời gian anh có thể làm chủ được. Em đừng nói chuyện đó. Anh thấy em thật là rất là dễ thương. Có một cái gì là gọi là nó thư sáng á. Có cần thứ tăng trọng không anh? Không đâu mà, tới em bị là đẹp rồi đó. Cảm nhận anh là một người ấm áp á. Có thể sẽ không phải là người vô tâm đâu, cũng biết cách quan tâm đến mọi người, như là biết chăm sóc bản thân. Ví dụ có gì thì khỏi tốn tiền mua thuốc. Đó thì em yên tâm nè. Hiện tại thì ba mẹ em cũng khá lớn tuổi. Em là út thì chỉ còn một mình em là chưa có gia đình thôi. Thì khoảng tầm 1 năm đổ lại đây thì mẹ không có hối, nhưng mà kiểu là lâu lâu cũng cứ gọi lên là hỏi có ai chăm chưa. Tại vì em ở trên này có cậu mợ nhưng mà em cũng ở xa, không có ở gần, thì hiện tại là em vẫn sống một mình. Nếu lúc mà hai đứa cãi nhau thì ai sẽ là người xin lỗi? Em sẽ là người xin lỗi trước. Giờ nói nhớ nha. Hương à, chị muốn hỏi Hương em cảm nhận thế nào về đôi mắt của bạn Hiệp? Đối với anh thì nó khá là hiền và sâu sắc, chân thành ấy. Mấy đứa nhóc ở công ty em có dặn em khi mà lên đây phải nói với anh một câu. Anh nhớ em bao nhiêu tuổi không ạ? Nhớ 24 tuổi. Dạ đúng rồi, tuổi con heo. Tụi nó bắt em phải nói là anh dì ơi, nhà mẹ em có nuôi một con heo mà mẹ không muốn nuôi nữa, anh có muốn nuôi không? Đợi tay anh nuôi cho. Dạ. Hai đứa tiến lại nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay. Chúng ta có 30 giây. Anh cũng đến đây cũng là một cơ hội, vì vậy mình hãy cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa em nhé. Hương ôm thử có đúng cái sai của em không? Mà em hay ôm sao Linh. Đúng sai không? Titanic vậy đó. Ôm gấu vậy là được không? Ngủ dễ ngủ không? Có dễ ngủ không? Vậy chắc vừa ôm. Không, mình phải ôm từ phía trước để cảm nhận coi đủ cái vòng tay ôm mình không? Thử đi Hương. Thử đi nào. Dạ. Được không Hương? Dạ được. Rồi, hai đứa trở về vị trí đi. Vừa sai hả? Vừa. Chúng ta nắm tay nhau, mắt chạm mắt, tay nắm tay. Không biết rằng hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Nếu trái tim mình rung động thì hẳn bấm, còn không rung động thì không. Ông đừng nói bấm nữa. Ông đừng nói nữa Linh ơi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Dễ thương dễ sợ. Nắm tay nhau đi. Tụi nhỏ giờ nó nhanh quá, không cần đếm nó bấm luôn. Mình xin cậu mợ nụ hôn đầu tiên. Dạ, có xin cậu mợ cho con hôn bé Hương cái. Em cho anh một cái. Giờ tụi nó yêu nhau không cho nó cũng tới hết cậu ơi. Chưa đến nó bấm hết rồi. Những chiếc vé xem phim cùng đạp xuyên để mốc 212 lý chiến thắng để tặng các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hãy nắm tay nhau, hãy đưa nhau đi cùng trời cuối đất. Trời nó không buông tay luôn thấy không? Không có buông, không thèm dòm tới mình luôn.